Đã khá lâu rồi, mình không giới thiệu cho các bạn bất kỳ bộ phim nào thuộc nền tảng chiếu phim trực tuyến. Chính vì thế mà hôm nay, ta hãy tạm gác lại cuộc chiến phòng vé với chị em với mắt biết và hãy xem qua bộ phim Six Underground hay Đại chiến thế giới ngầm thuộc nền tảng Netflix thôi nào. Phim hiện đang được 36% điểm tươi trên Rotten Tomatoes và 6.2 trên IMDb, một số điểm cũng không mấy khả quan. Vậy ta hãy cùng xem phim đã mang lại được cho mình những gì nào. Phim xoay quanh một nhóm gồm 6 người hoạt động bên ngoài vòng pháp luật. Họ gồm đầy đủ mọi ngành nghề khác nhau: tỷ phú, nhà phát minh, bác sĩ, sát thủ, điệp viên, trộm cắp và cả tài xế. Điều luật của cả nhóm đặt ra là giữ bản thân như bóng ma giữa xã hội. Họ gọi nhau bằng số hiệu và cắt liên lạc hoàn toàn với tất cả mọi người thân. Cùng với đó là giữ bản thân trắng thông tin, khiến chính phủ cũng không thể nào dò ra được. Và họ cùng nhau đi diệt trừ cái ác, đem lại công bằng và chính nghĩa cho xã hội. Dẫn đầu nhóm này là một tỷ phú giấu tên từ đầu đến cuối và chỉ để mọi người gọi mình là Juan. Và sau 4 năm chứng kiến nỗi kinh hoàng bởi một chế độ tàn bạo tại quốc gia Turkestan, anh đã dẫn nhắc nhóm của mình trên đường đi đảo chính lật đổ chế độ tàn bạo này. Với việc Six Underground được chỉ đạo bởi Michael Bay, người đứng sau tác phẩm đình đám Transformer, và nếu ai đã coi qua các tác phẩm của ông rồi thì có thể nhận thấy một điều rõ ràng là ngoài cháy nổ, hoành tráng, CGI hàng khủng ra thì sau khi xem xong không có quá nhiều thứ có thể động lại. Chính vì thế ở Việt Nam ta hay có một cái tên thân thương dành cho vị đạo diễn này là Bảy Nổ. Và với Six Underground có lẽ đó cũng là điều xảy ra tương tự. Với ngân sách cực khủng tận 150 triệu đô la khiến cho các cảnh hành động cháy nổ đậm chất Bảy Nổ, cực hoành tráng và có thể nói là vô cùng đã mắt. Không chỉ hoành tráng nhờ CGI mà các cảnh bắn nhau hay hành động tay đôi được chỉ đạo rất chân thực, cộng với việc các cảnh máu me cũng được làm cực kỳ bạo lực. Các cảnh hành động trở nên hấp dẫn cũng là nhờ nhịp phim được sử dụng rất là nhanh. Từ những phút đầu thôi là hàng loạt đạn được đuổi, bắn nhau, kéo dài phải tận 10 đến 15 phút. Không khí ở các phân đoạn cao trào cũng được xây dựng rất hồi hộp và gay cấn, nhưng cũng không kém phần hài hước. Bối cảnh phim sử dụng cũng rất là rộng và từng cảnh quay đều cực kỳ chỉnh chu và đẹp mắt, khiến cho khi xem ta muốn đặt ngay một chiếc vé máy bay đến đó tham quan cho bằng được. Và đó là những thứ đã làm nên thương hiệu của ông hoàng cháy nổ Michael Bay. Đương nhiên là những điểm trừ trong thương hiệu của ông cũng kéo theo đến với Six Underground. Lối kể chuyện và tính mạch lạc trong nội dung của bộ phim có thể nói là cực kỳ tệ. Nội dung thực sự mà nói chẳng đào to búa lớn, chẳng blockchain bất ngờ, nhưng cách bộ phim truyền đạt mọi thứ thật sự khiến người xem rất khó hiểu. Phải tận hơn một nửa thời lượng diễn ra thì ta mới hiểu được vấn đề. Cách truyền đạt có thể nói là vắn tắt nhất có thể, như thể là để tua nhanh đến các phân đoạn hành động vậy. Và bởi vì vậy, các nhân vật trong phim cũng có một câu chuyện mờ nhạt không kém. Nổi bật trong số 6 con người của nhóm chính là nhân vật tỷ phú giấu tên với số hiệu Juan, được thủ vai bởi thánh lầy Ryan Reynolds. Mình dám cá là không cần giới thiệu dài dòng về anh chàng này đâu nhỉ. Có thể nói là từng mảng miếng hài trong phim đều được một tay anh hướng đến cho khán giả. Và dù kịch bản không xây dựng nhân vật nào rõ ràng, nhưng Ryan vẫn có màn thể hiện rất tốt, truyền đạt đầy đủ các thông điệp đơn giản như tình người, tình đồng đội, chính nghĩa. Những lúc vui thì anh vui, còn những lúc cần những khoảng lặng thì anh vẫn có những biểu hiện rất là phù hợp. Nhưng khoảng lặng mà nói chắc là đếm trên đầu ngón tay, khi mà kịch bản quá nhiều mảng miếng hài để làm cho nhân vật của anh tỏa sáng nhất. Các thành viên còn lại trong nhóm thì ngoài có màn thể hiện xuất sắc trong các phân đoạn hành động ra thì câu chuyện của riêng từng người là hầu như không có. Nếu có thì rất là qua loa, nên ta cũng không có một điều đặc trưng về từng thành viên ngoài những khả năng đặc biệt trong chiến đấu. Tên độc tài Rovat do Lyle Raff phủ vai cũng không khác mấy những tên bù nhìn di động, nên thành ra đây có là một phản diện rất đáng quên. Nếu xét trên khía cạnh giải trí, cất não đi mà vẫn tận hưởng được thì Six Underground sẽ hoàn toàn làm hài lòng các bạn. Nhưng Bảy Nổ vẫn là Bảy Nổ, câu chuyện và lối dẫn dắt của phim nếu ai khó tính khi xem thấy cực kỳ khó chịu. Hãy comment lại ý kiến các bạn về bộ phim, đừng quên like và subscribe cho kênh để mình có thêm động lực ra những video chất lượng hơn trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tang on! Sounds fun, right?